Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Crypto Solar Tech. Đây là cái white paper gì trong cái dự án này. Các bạn có thể tham khảo qua cái dự án này, Blockchain và Engineering, cái năng lượng tốt hơn cho thế giới. Đây là cái content nội dung của dự án này, các bạn có thể tham khảo qua đây. Về cái mục đích giấy trắng này giới thiệu công nghệ Crypto Solar Tech, phần dưới cái chương trình token sale cho các chủ thể tiềm năng liên quan đến cái vấn đề cái sự kiện này. Thì cái dự án này viết tắt của cái này là CST, là cái mã thông báo token, và này nó đã được không được cho phép sử dụng ở Hoa Kỳ. Thì đây là cái cơ hội có thể tiếp cận với cái nguồn vốn để tài trợ cho các dự án khai thác mỏ và năng lượng mặt trời qua cái mã tạo sự kiện này. Thì cái Crypto Solar Tech thì giải quyết vô số cái vấn đề trong các đề nghị về phát triển năng lượng ngành mặt trời, hay là cho cái chi phí điện, cho các dự án cơ cấu minh bạch hơn, khả thi hay là an toàn với các chi phí ít hơn, và giao dịch cái từ cái đầu đến cuối cái tài sản hậu thuẫn kinh doanh này. Thì Crypto Solar Tech sẽ khai thác cryptocurrency của chúng tôi trong một cái trang trại với 3.000 thiết bị dựa trên cái khả năng sinh lời, nguyên tắc của mineration và các thị trường cơ hội. Thì ở đây các blockchain của cái Ethereum mình sẽ được sử dụng cho việc quản lý và tạo ra thu nhập, và bắt đầu với cái việc tài sản vật chất tạo nên cái dự án này. Do đó cái mục đích của ICO đầu là tạo ra một cái trang trại khai thác cryptocurrency và một cái nhà máy quang điện với tấm pin mặt trời để tạo ra điện cho cung cấp cho cái trang trại này, mà giảm chi phí khai thác đến gần như là bằng không. ICO này sẽ phát hành 1.260 triệu token, gọi là Crypto Solar Token, viết tắt là CST. Thì tất cả cái số token này không được bán trong cái ICO này sẽ bị đốt cháy, và cái Crypto Solar Tech này đã phát triển hệ thống cho các khách hàng có cái năng lực và không đủ điều kiện để truy cập vào trong một cái lĩnh vực quan trọng nhất của ngành crypto thợ mỏ được và nhận lợi ích của họ. Thì cái dự án của cái tạo sự kiện này ở cái mức giới hạn là 71 triệu 400 nghìn euro, tương đương với cái 1.260 thẻ CTS, và cái TG này sẽ kéo dài 75 ngày, và mục đích là 71 triệu 400 nghìn của tăng TG dựa vào trên cái đường ống dẫn mua. Thì kết thúc TG thì cái chương trình này nó sẽ có một cái khối lượng là 1.260 triệu CTS này. Thì phân bố token ở đây thì đối với 100 token bán ở cái này cung cấp 25 thẻ bổ sung để được phát hành và tái bỏ trì cho các thành viên trong nhóm, các đối tác cố vấn chi phí hay phát triển. Thì giá thẻ lại vấn đề tương đương với 0,07 euro và sẽ giảm giá tùy thuộc vào từng điểm mua. Các bạn có thể lên website chính thức của cái dự án này, cryptosolartech.org. Hình thức chấp nhận thanh toán ở đây là Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash, Ripple, EOS, Monero, Dash, Ethereum, Sat. Thì cái chương trình về cái dự án sale này bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 2018, và cái chương trình pre sale này sẽ vào ngày 30, ngày kết thúc là ngày 30 tháng 4. Thì cái bán thẻ token này sẽ cung cấp 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7, và cái mã lăn bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và mã lăn kết thúc là ngày 15 tháng 7 này. Thì cái mã distribution là từ 5 tháng 7 2018. Đây là crypto khai thác mỏ và năng lượng tái tạo, Binding the Gap mang lại cho cái game này. Các bạn có thể xem về cái thực trạng về khai thác năng lượng hiện tại của cái thông báo qua những con số này. Thì ở Tây Ban Nha có nhiều điều kiện đặc biệt để làm cho cái dự án này nổi bật về hiệu suất điện với 2.500 kW trên mét vuông. Với đối với thợ mỏ crypto thì điện có thể làm lên đến 70% tổng cái chi phí hoạt động, vì vậy nó có ý nghĩa rằng cái phát triển chi phí điện rẻ hơn, năng lượng tái tạo ngày càng rẻ hơn so với các nguồn khác của quyền lực. Đây là cái blockchain và năng lượng tái tạo mang cái những ưu điểm của blockchain với cái năng lượng mặt trời và miner vừa khoảng cách. Vì vậy cái hai lĩnh vực năng lượng mặt trời và cái thợ mỏ làm cho việc tiếp cận win-win để đảm bảo lợi ích lẫn nhau, và cái việc sử dụng công nghệ blockchain cung cấp một cái giải pháp đồng hành và làm tăng cái giá trị gia tăng của cả hai cùng làm việc cùng lúc. Đây là cái những lợi ích bổ sung mà blockchain thêm vào dự án, hay khả năng trả của cái decentralized này với cái minh bạch. Thì cái lý do blockchain thì hấp dẫn các doanh nghiệp công nghệ là hầu như nó luôn luôn là một cái mã nguồn mở, và nó rất là một công nghệ đặc biệt là an toàn với chi phí giao dịch giảm.
Thì như là cái cà phê blockchain cho phép P2P các giao dịch dịch doanh nghiệp được hoàn thành mà không cần hỗ trợ bên thứ ba, và vì vậy nó không có sự của bên trung gian, nên là nó sẽ giảm được cái chi phí cho người sử dụng hoặc doanh nghiệp theo thời gian. Với các giao dịch xử lý nhanh hơn hay xác nhận về các giao dịch phân cấp, network user điều khiển, người dùng quyền kiểm soát thông tin và dịch của họ, dữ liệu chất lượng cao thì blockchain hoàn toàn hoàn tất và phù hợp với kịp thời chính xác và phổ biến rộng rãi. Với cái độ bền hay độ với sự bền bỉ do các mạng phân cấp, blockchain không có một điểm trung tâm của sự thất bại, và nó là tốt cho các chống lại các cuộc tấn công độc hại, nên chính quy trình hay tính minh bạch và tính bất biến. Cái sinh thái đơn giản hóa với tất cả những giao dịch bổ sung với sổ kế toán công cộng duy nhất, và nó làm giảm lộn xộn và biến chứng của một cái bộ của cái giao dịch nhanh hơn với cái nền tảng giao dịch như ngân hàng, khả năng mất nhiều ngày để thanh toán bù trừ và quyết toán, và đặc biệt là bên ngoài. Thì cái dự án này sẽ có thể làm giảm giao dịch đến cái phút và được xử lý 24/7. Với cái chi phí giao dịch ở đây thì với cái tính năng công suất điện toàn cầu ban đầu là 45.000 kW, thì ở đây cái dịch Crypto Solar Tech là một cái dự án hướng tới cái sự phát triển sinh thái và lợi nhuận và công nghệ có hiệu quả, mà sẽ cung cấp một cái nhà máy quang điện máy tạo ra năng lượng có khả năng cho nên ước tính ban đầu là sẽ là 45.000 kW này. Đây dự án cái Crypto Solar Tech là một dự án tiên phong toàn thế giới với mục tiêu chính là thiết kế xây dựng duy trì cái tỷ lệ DBMO, một cái trạng thái năng lượng mặt trời dành cho crypto oxit, và một tất cả thông tin về khách hàng. Thì cái nhà máy năng lượng mặt trời tập mỏ sẽ nằm ở phía tây của Tây Ban Nha, và trang trại này sẽ được trang thiết bị lên đến 3.000 cái thợ máy nào này. Thì đây là chương trình của TGE, các bạn có thể xem shortcut cặp đây là 19.674.667 CTS token, HK là 120.260 triệu CTS token. Đây là cái hệ sinh thái TGE với mục đích bao quát mà là một cái dịch vụ đầy đủ cung cấp các giải pháp khai thác mỏ, cung cấp các dịch vụ năng lượng mặt trời và khai thác chìa khóa trao tay, và có đoạn tùy chỉnh với cái hợp với nhu cầu và khách hàng, đầy đủ các dịch vụ khai thác từ lưu trữ, bảo trì và sửa chữa để phục vụ blockchain liên quan đến các nhiệm kỳ của nó thông báo. Là một cái tài sản kỹ thuật số phân loại của Ethereum token, và không ở đây nó dựa trên cái ERC20 Ethereum với 0,5 token đạt giá trị lớn nhất trong việc bán thẻ token 0,1 euro và hoạt động 24/7, và có cái tập trung trung tâm dịch vụ giảm thiểu thời gian chết là 93,5% thời gian hoạt động tối thiểu. Và cái mã lăn Unity ở đây thì các bạn có thể xem qua về cái API, độ tin cậy của Crypto Solar Tech là vùng thông minh được quyết định bởi hai yếu tố công khai trên GitHub và viết bởi cái coin Fabric có nhiều kinh nghiệm trong blockchain và được toán bởi cái coin Fabric này, đảm bảo cái sự test thận là vùng thông minh, tính minh bạch, quyền sở hữu, cung cấp cái mã thông báo, quản lý hợp đồng các loại khác, hợp đồng thông minh đảm bảo các quy định với những cái kiểm toán. Đây là cái làm thế nào để có thể để chủ CTS được thực hiện các quyền truy cập cái nền tảng khai thác của Crypto. Các bạn có thể xem qua về cái bán mã chương trình này, thì cái tổng token có thể bán ra là 80% trong tổng số 1.260 triệu, gây quỹ ở đây là 71 triệu 400 nghìn, cáp trợ ở đây là 89 triệu 250 nghìn, giá mỗi mã là 0,07 euro. Thì ở đây nó chia giá về cái chương trình này, thì với cái vai trò bán mã tin đây là 201 triệu của từ 16,67. Hình thức thanh toán ở đây là blockchain, nhằm mục đích để đăng ký một cái phần chương trình mua sắm cá nhân hoặc bán cộng cộng TGE ở đây với cái 63,33% tương với 790 triệu. Và cái allocation cái dự án này thì nó là thành viên giữ 20% tổng số token và trao từ giảm 5% xuống còn 0%. Giá thẻ ở đây là từ 0,07 trên 1 euro trên 1 thẻ, và đề nghị từ về từ 0,05 đến 0,1 euro. Thì giá euro ở việc thông báo này tính toán theo cái giả định là 16,67% được bán trong cái tư nhân và vượt trội 63,3% trong việc buôn bán cộng đồng. Về tiền ở đây nó phân bổ cho thẻ cùng có dự án 80%, đội vòng bao ti 15%, cố vấn pháp lý 2%, thị trường là 3%. Thì dưới cái thẻ này được quy tắc bởi cái quy tắc tỷ lệ như 10% thẻ này không vừa phải chịu lúc up, 45% này thợ sẽ có 12 trong thời gian khóa up hay là 40 thẻ trong 18 thời gian khóa up.
xịt 5% cho cái thẻ sẽ 3 sáng 6 khóa. Thì với cái phân loại cho pháp lý cho cố vấn và mê tinh thì 90% dành cho cố vấn cho tiếp thị và 100% dành cho cố vấn sẽ có thời gian khóa 6 tháng. Thì kênh đầu tư các bạn có thể xem về cái dự án này, cái mục đích của việc sử dụng và tiền để khuyến khích các chiến lược phát triển crypto Solar Tech là hiệu quả các mục tiêu đặt ra ở TG và hội đồng quản trị công ty lưu quyền sử dụng sửa đổi sử dụng mô tả để thúc đẩy cái việc đạt mục tiêu hơn. Triển vọng của hệ sinh thái tokenization là tăng cường công tác cộng đồng như cái đẩy mạnh hỗ trợ cái sự phát triển của quốc gia và quốc tế bằng cách cung cấp cái sự lâu dài nguồn lực cần thiết cho cái tương lai phát triển trước mắt. Nền tảng này phấn đấu trở thành một cái mẫu mở tiêu chuẩn cho các mô hình kinh doanh và khi được kế TG và thành công ty dự kiến giai đoạn này sẽ kết hợp với các mã Solana Tech với tokenomics. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái sử dụng dấu hiệu phân cấp automatic Orange DAO và sử dụng thẻ ERC20. Đây là cái lộ trình dự kiến của cái dự án này, các bạn có thể xem qua về cái hiện tại nó đang ở trong cái giai đoạn mà 16 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với token 210 triệu, tổng số là 16,67%. Và giai đoạn 3 tiếp theo là từ mùng 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 tổng là 210 triệu token và 16,67%. Đây là lộ trình website về cái dự án này, các bạn có thể tham khảo qua cái roadmap ở đây trên cái trang web chính thức của dự án này. Với những đặc điểm của cái công viên quang điện crypto Solana Tech với cái giả định ở đây nó đang là 3.000 máy thợ và nhân với 863,33 kWh nhân với 1,1 và nhân với 24 giờ chúng tôi ước tính là 68.376 kW trên ngày tiêu thụ với tốc độ 0,14 euro trên 1 kWh và chi phí là 9.572,64 trên ngày. Thì các bạn có thể tính theo tại qua nhà quang điện ở đây là 45.000 kWh nhân 6 giờ, ước tính 271.000 kWh trên ngày và tổng cái thu nhập nếu mà một tạo ra 0,045 euro trên 1 kWh thì tổng thu nhập vẫn được là 12.195 euro. Đây là những cái giả định sản xuất thợ mỏ Bitcoin xem xét ngày 27 tháng 4, các bạn có thể thấy ở đây một cái Bitcoin ở đây có tương đương với 7,648,07 euro. Với tính năng phân phối của cái chi phí này các bạn có thể xem ở đây có cái mục thu nhập phí cho các thuê thuật toán khai thác của cryptocurrency. Thì phí này sẽ được thuê trang trại và mỏ được sử dụng cho các hoạt động bảo trì của họ và sự phù hợp với cái yếu tố rủi ro. Đây các bạn có thể xem qua đây cái những sự thay đổi những cái pháp luật pháp lý của cái dự án này. Thì đây là một số trang thông tin về cái dự án này, các bạn có thể thẻ tham qua qua trang web hay là trang mạng xã hội như Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, Medium, Reddit, GitHub, Instagram. Hoặc các bạn có thắc mắc về cái dự án này có thể gửi về hòm thư info@cryptosolid.org hay là bounty@cryptosolidtech.org, support@cryptosolidtech.org. Nên là blockchain và năng lượng tái tạo. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án này. Các bạn có thể tham khảo thêm trực tiếp về trang web hoặc là trên tải cái white paper thì trang này về để tham khảo chi tiết hơn và có nên đầu tư vào cái dự án ICO hiện tại đang mở ở giai đoạn 2 hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.